xin chào các quý vị khán giả cũng lâu rồi hà mới có thời gian để chia sẻ cùng với mọi người gần đây thu hà cũng có nhận được nhiều inbox hỏi về bí quyết chăm sóc tóc thú thật với mọi người dùng từ bí quyết thì hơi quá lời thu hà chỉ có dùng bộ sản phẩm chăm sóc tóc mộc bao này thôi mọi người ngoài đời ai cũng khen hà trẻ thế ở độ tuổi năm hai rồi mà tóc vẫn còn đen óng dày đẹp và chắc khỏe đến vậy một số người đoán chắc rằng Thu Hà còn nhuộm đen hay sao mà không có lấy một sợi tóc bạc nào. Vâng, xin thưa với cả nhà, thời điểm trước thì Thu Hà cũng rất nhiều tóc bạc mà lại còn gãy rụng nữa chứ. Mọi người cũng biết là trong quá trình quay phim, lịch làm việc theo đoàn giờ giấc nắng mưa thì thất thường, cho nên càng không có thời gian để chăm sóc tóc. Rất may là Thu Hà có một người bạn tặng cho bộ sản phẩm mộc mao này một bộ gồm có viên uống mộc mao kết hợp với cả dạng sủi, dạng viên nang, dầu gội và xịt dưỡng tóc mộc mao. Chọn bộ sản phẩm đều được chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên, rất an toàn và lành tính, không có một chút hóa chất nào hại cho cơ thể hay mái tóc của mình. Riêng Thu Hà thì lại là tín đồ của các sản phẩm thiên nhiên, Hà đặc biệt yêu thích những hương thơm và các vị thảo dược. Chính vì vậy ngay từ khi được tặng bộ sản phẩm, Thu Hà đã rất thích và tò mò muốn trải nghiệm ngay. Đây chính là bộ sản phẩm chăm sóc tóc Mộc Mao để Thu Hà giới thiệu từng loại cho mọi người cùng biết nhé. Đầu tiên, đây là viên uống. Đây là loại viên nang, còn đây là loại viên sủi. Theo hướng dẫn từ các nhà sản xuất thì để đạt được hiệu quả tốt nhất, Thu Hà đã kết hợp cả hai loại này với thành phần đều là những tinh chất quý như là hà thủ ô đỏ này, cao đương quy, vitamin B2, elastin, nano curcumin. Viên uống mộc mao không chỉ làm đen tóc, giúp cho nang tóc khỏe hơn, khiến cho tóc không bị gãy rụng mà còn có tác dụng bổ huyết nữa. Có thể vì thế mà trong quá trình dùng sản phẩm, Thu Hà thấy da rẻ mình hồng hào, căng bóng hơn. Cá nhân Thu Hà thì rất thích viên sủi mộc mao vì chẳng những nó thuận tiện dễ dàng mang theo mà hương vị của nó cũng rất là thơm ngon dễ uống với thời tiết nóng nực như thế này uống một viên sủi mộc mao với một cốc nước đôi khi còn giống như là một cốc nước giải khát vậy chưa kể viên sủi mộc mao còn được ứng dụng trong công nghệ siêu vi nano tự nhũ hóa trong hoạt chất nanocucumin giúp tách chiết các dưỡng chất thành các hạt vi nano với kích thước siêu nhỏ tan và thẩm thấu siêu nhanh vào cơ thể nuôi dưỡng và phục hồi tóc từ bên trong cho hiệu quả tốt gấp nhiều lần so với các sản phẩm thông thường khác. Tiếp đến là dầu gội đầu mộc mao, đúng kiểu là dầu gội đầu thảo mộc, cho nên dầu gội đầu mộc mao không có quá nhiều bọt đâu nhưng hương thơm thì rất dễ chịu và lưu lại cũng khá lâu. Mỗi lần gội đầu, Thu Hà cảm thấy rất là thư giãn, nhất là sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà. Cuối cùng là xịt dưỡng tóc mộc mao. Gội đầu xong để có tóc khô cuối cùng là xịt dưỡng tóc mộc mao gội đầu xong để tóc khô là hà lại xịt trực tiếp vào tóc vừa giúp dưỡng ẩm da đầu vừa khiến tóc mềm mượt lại vừa kích thích mọc tóc con tóc mọc lên rất nhanh và nhiều nhé và đây là mái tóc của thu hà chính là câu trả lời rõ nhất cho những ai đặt câu hỏi liệu bộ sản phẩm mộc mao này có thực sự hiệu quả không tính đến giờ Thu Hà đã sử dụng được 4 tháng 20 ngày rồi. Giờ thì Thu Hà có thể tự tin đố mọi người tìm ra được một sợi tóc bạc của Hà nhé. Vấn đề rụng tóc, tóc sơ dối, gãy rụng cũng giảm đến 90% rồi. Tóc con bọc lên rất nhanh, chất tóc khỏe và đen mượt hơn trước. Với bộ sản phẩm mộc mao Thu Hà luôn tự tin với mái tóc chuẩn phụ nữ Việt Nam của mình. Ai gặp tình trạng tóc bạc sớm, bạc nhiều hay rụng tóc sơ dối thì đừng bỏ qua bộ sản phẩm mộc mao này nhé cả nhà hãy gọi vào số hotline bên dưới để đặt hàng và mua sản phẩm chính hãng nhé chúc cả nhà mình luôn tự tin dạng dỡ với mái tóc đen tự nhiên và bóng khỏe